Nhị gia, mỏ than này nhà các anh đã bị bọn Nhật đóng quân rồi. Anh xem, cái chòi canh đã được lập rồi. Tôi biết chứ. Cho nên chúng ta phải dòng ra sau, đào một đường hầm để vào. Được rồi, các anh về đi. Cứ Lão Khải mới lại. Về hả? Nè, không phải. Cái gì chứ? Một mình tôi ở lại không được đâu, không được. Không phải đùa đó chứ. Nhị gia, chúng tôi theo anh, ít nhiều gì anh cũng phải chiếu cố. Anh biết cái gì chứ? Việc này người càng ít càng tốt, nhiều người dễ bị bại lộ. Được rồi, về đi. Thôi được, chúng tôi chờ tin của anh. Được. Nè, nè nè, không được. Nè, không được, tôi sợ chết. Tôi đi về đây. 200 đồng bạc. Vậy cũng được. Tôi phụ trách đào đường hầm, anh phụ trách kiếp nổ. Yên tâm đi, tôi sớm tính toán hết rồi, tuyến đường và thời gian chạy trốn. Chỉ cần anh đào thuận lợi, tôi đảm bảo anh sẽ bình an vô sự. Làm như anh biết nhiều lắm vậy. Anh có phải là chuyên gia đào hầm đâu. Làm đi, sao anh lắm lời vậy. Cầm lấy. Anh đi trước đi. Có thể nhanh hơn một chút nữa không? Như vậy còn chậm hả? Nhanh lắm rồi đó. Nếu anh muốn nhanh hơn thì anh đào đường thẳng đi. Đường thẳng nhanh hơn mà. Anh biết cái gì chứ? Tôi chuyên gia đào mộ đó. Đường tôi tìm đều là đường đất. Nếu để các anh đào, đào một tí là gặp phải đá. Đào ba ngày cũng không được. Được rồi, được rồi. Đường nước đây. Khoan khoan còn khác. Thêm hấp nữa. Sao anh lắm chuyện vậy? Đây là việc tốn sức mà. Đại ca, có đánh không? Đợi trước đã. Bên này có người canh phòng. Chúng ta lén lút dọn ra sau. Có mang đồ mở khóa không? Có mang. Bưu tử, đại nha, nhị hổ, dẫn thêm hai anh em đi theo. Những người khác chia nhau đi tìm. Dạ, hành động. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Phải làm sao đây? Cứ đợi trước đi. Đường hầm đào không nhanh vậy đâu. Lỡ có chuyện gì, chúng ta mau qua đó. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Qua đây, qua đây, qua đây. Còn gì đào thông rồi đó. Ra đi. Không có động tĩnh gì hết. Chắc các công nhân đã tan làm rồi. Mau lên, vào trong đi. Để tôi, để tôi. Đã canh ba rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Cứ chờ nữa đi. Nếu như trời sáng vẫn chưa có động tĩnh, chắc hôm nay không nổ bơm được rồi. Họ cũng không mang đủ lương thực và nước. Nè, đại ca, chẳng lẽ có chuyện gì trong đường hầm? Theo lý mà nói thì không thể nào. Đại ca, đại ca, mau xem đi. Tất cả đều là đạn pháo. Đại ca,
Chúng ta phát tài rồi. Đều là của quý đó. Lắm là cái gì vậy? Thôi chuyển đi, nhanh lên, nhanh lên. Nè. Được rồi, bây giờ chúng ta mau vào trong. Đặt những thuốc nổ này vào thiết bị cơ khí. Nổ ở đây không phải xong rồi sao? Nổ ở đây hả? Nổ ở đây thì có tác dụng gì chứ? Hôm nay nổ, ngày mai hắn lại đào ra. Thứ chúng ta phải phá là thiết bị cơ khí. Vậy thì không được, tôi không vào trong với anh đâu. Người ta phát hiện là chuyện lớn đó nha. Bây giờ là lúc nào rồi? Công nhân đi hết rồi, đi thôi. Anh đi trước đi. Đi 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 đi. Bị bọn giật bao dây rồi. Liều chết luôn. Đại ca, anh không sao chứ? Đại ca, mau đi đi. Nhị hổ, nhị hổ. Nhị hổ, đại ca, mau đi đi. Nhị hổ. Dĩ gia thành công rồi. Đại ca, chúng ta đi giúp đi. Đợi trước đã. Các cậu nghe đi. Khắp nơi ở trong đều có tiếng súng. Hình như có ai bắn nhau với lại bọn Nhật. Lẽ nào nhị gia phái người khác đến giúp hả? Nè, Lão Khảm. Lão Khảm. Lão Khảm, tỉnh lại đi. Lão Khảm. Lão Khảm. Nè. Nè nè nè. Không sao chứ? Không phải anh nói đã tính hết rồi sao? Đúng. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì nơi đó là mộ chôn rồi. Tôi đã nói rồi, đảm bảo anh bình an vô sự mà. Bộ anh bị thần kinh hả? Có 200 đồng bạc muốn đổi mạng sao? Không phải là không cần tới mạng sao? Đừng lắm lời nữa. Nè, xong rồi, đi đi. Bưu tử. Đại nha. Thiệt tình. Anh em mua. Ai đó? Đúng là anh rồi. Lão Khảm. Nhị thiếu gia hả? Sao cậu ở đây? Đây là mỏ than nhà chúng tôi mà. Còn anh sao ở đây? Sau này giải thích sau đi. Nè, đi đâu? Tôi tìm anh em của tôi. Bọn Nhật vừa nhiều vừa có súng. Bộ anh muốn tìm đường chết hả? Tôi không thể bỏ họ lại mà không lo được. Giữ mạng quan trọng hơn. Anh em mua. Đi 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 đi, nhanh lên. Đi đi. Anh, làm sao đây? Đừng vội. Chúng ta hãy xem tình hình. Nhị gia. Đại ca. Nhị gia sẽ không có gì gì chứ? Đi, đi xem. Ở bên kia có người. Cậu mau rút đi. Mau về nấy. Đi, cẩn thận đó. Cậu nói cái gì? Là cậu đã phá mỏ than của bọn Nhật? Ừ, sao vậy? Cậu có biết hành động phá đó của cậu đã làm chết bao nhiêu anh em của tôi không? Cái gì? Anh và anh em cũng đang ở khu vực mỏ hả? Xin lỗi, làm sao mà tôi biết được chứ? Anh xin lỗi bây giờ có ích gì đây? Nhưng anh và các anh em của anh không phải đã rời khỏi Bắc Bình về sân trại rồi sao? Tôi hận không thể bắn chết cậu. Đừng cãi nhau nữa. Nè nè, bọn Nhật sắp đến rồi, mau đi đi. Chạy đi. Ngày khác tôi tính sổ với cậu. Nè, đi đâu vậy? Bây giờ anh qua đó là tự tìm chỗ chết. Anh nghe tôi nói, theo con đường này lại đi về hướng nam, chính là khu phi vũ trang mà chính phủ và bọn Nhật hoạch định. Bọn Nhật không dám bắn ở đó đâu. Đúng đúng đúng. Chỉ cần vẫn còn mạng, sau này vẫn còn hy vọng. Muốn giết bọn Nhật lúc nào cũng được.
Bên này, nhanh lên. Mau chạy, chạy đi, bọn chúng đuổi theo rồi, mau chạy đi. Đến rồi, bên này, đừng cử động. Đứng yên, không được cử động. Các anh đừng có bắn, đây là khu phi vũ trang. Lôi bọn chúng đi, không đây liều chết với bọn mày. Nè, làm gì đó. Muốn làm gì? Đại đội trưởng Thẩm, các cậu, các anh muốn làm gì đây? Ba bọn chúng là phạm nhân bọn tôi muốn bắt. Bọn chúng phá mỏ than của chúng tôi, còn giết người của chúng tôi. Mong anh hãy tạo điều kiện. Đây là khu phi vũ trang của Trung Nhật. Mong các hạ đừng can dự vào bất cứ chuyện gì. Nếu như đây không phải là khu phi vũ trang, chỉ dựa vào phát súng bắn trước lúc nãy của các anh, tôi đã có lý do tin rằng các anh lại muốn gây chiến tranh. Ba người này đều là người Trung Quốc, nên để bên tôi xử lý. Hơn nữa, người Trung Quốc phá mỏ than của mình thì liên quan gì tới các anh chứ? Khốn kiếp, lẽ nào cứ phải kích động gây ra bất cứ chuyện gì sao? Nghe nói tiếng rất to vào tối hôm qua là tiếng mỏ than của bọn Nhật ngoài thành phố bị nổ đó. Bọn Nhật đáng đời mà. Mỏ than đó là của nhà họ Hà ở phía đông thành, bị bọn Nhật chiếm đóng. À, chào bác, cho tôi hỏi một chút, mấy người uống trà ở đây hôm qua, bác có biết có thể tìm được họ ở đâu không? Họ cũng thường xuyên đến, nhưng tôi cũng không biết ở đâu nữa. Người cầm đầu hình như tên là Thông Thiên Nhãn gì đó. Anh đi trên đường tìm đại một nghệ nhân, hỏi thăm một cái chắc là biết liền. Dạ, cảm ơn. Đỡ hơn chưa? Hôm nay được, đỡ hơn nhiều rồi. Đại ca, đại thiếu gia tới. Mấy anh thợ, anh trai tôi đâu? Đại thiếu gia, anh đừng vội trách, e là nhị thiếu gia đã gặp chuyện rồi. Nó đã đi mỏ than sao? Phải phá mỏ than đó. E là lúc ra ngoài đã gặp sự cố rồi. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đón nhị thiếu gia, đúng lúc gặp bọn Nhật. Nhưng mà trong tay chúng tôi không có vũ khí, chúng tôi cũng không còn cách nào. Sao các anh không nói sớm? Người trong nhà sợ nó làm việc này, cho nên đã tìm người gặp nó. Kết quả sợ cái gì là đến cái đó. Nếu như hôm qua các anh nói với tôi đã tìm người ngăn nó rồi. Chúng tôi cũng không rõ, lúc đó đánh loạn lên, bọn Nhật tìm khắp nơi, mọi người đều chạy tán loạn hết. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Trung đoàn trưởng, anh em Muôn và anh em Hà đều có ân cứu mạng của tôi. Họ đã kéo tôi ra từ một đống người chết. Họ mạo hiểm bị bọn Nhật bắn để cứu lấy mạng của tôi. Về tình về lý, tôi không thể trơ con mắt nhìn bọn họ bị bọn Nhật bắt đi trước mắt của tôi được. Vậy đi, nếu như bên trên có truy cứu, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Gia Lương à, chuyện này không đơn giản vậy đâu. Bây giờ cấp trên đang đàm phán, bọn Nhật chỉ mong kích động gây sự. Lần này vừa hay cậu lại đụng ngay miệng súng của họ rồi. Tôi lo là họ sẽ vì lẽ đó mà làm to chuyện. Báo cáo, vào đi.
Báo cáo trung đoàn trưởng, có người từ đội hiến binh, nói là muốn chúng ta giao đại đội trưởng Thẩm ra và cả ba tên tội phạm phá mỏ than của người Nhật. Trung đoàn trưởng, tôi đi nói với họ. Để đã, nên để tôi đi. Trung đoàn trưởng, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây chờ tin tức của tôi. Trung đoàn trưởng Động, tại sao lần này anh lại đến? Chắc là trong lòng anh cũng rất rõ rồi ha. Vẫn nên giao người ra đi. Muốn dẫn ai vậy? Là mấy người trong danh sách: Thẩm Gia Lương, Hà Đông Minh và cả tên đầu sỏ Uông Triệu Lam. Ngoài ra còn một biết tên và không biết tên là gì, nhưng chắc chắn bọn chúng đi với nhau. Trước đây Thẩm Gia Lương từng là đại đội trưởng của trung đoàn tôi, kháng chiến Trường Thành mà lâu không về thì sớm đã bị tôi xóa tên khỏi trung đoàn. Bây giờ anh ấy không còn ở trung đoàn nữa. Ngoài ra ba người các anh tôi cũng không quen biết. Các anh tìm sai chỗ rồi. Trung đoàn trưởng Đổng, trước khi đến đây tôi đã nghe nói cấp dưới của anh đã nổi tiếng quá rồi. Nhưng mà lần này thì khác. Anh tự xem xét mình lại đi. Ba người các anh, mau đi đi. Người trong đội hiến binh đến rồi. Đội hiến binh là gì? Muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Đội hiến binh không khác gì cảnh sát. Chắc chắn họ gửi công hàm. Bộ phận quân sự chính trị của chúng ta muốn dẫn chúng ta đi xử lý. Ông đây làm chuyện gì? Trời không lo, đất không quản. Đội hiến binh là cái thá gì? Để nó đến, đưa tôi đi thử. Anh em Uông, đây không phải là sân trại đâu. Trung đoàn trưởng của chúng tôi đã đi nói chuyện với người của đội hiến binh, nhưng tôi thấy không hy vọng được. Chỗ tôi không đảm bảo được cho các anh đâu. Mau đi đi. Vậy anh thì sao đây? Anh bắn một tên Nhật bị thương ở khu phi vũ trang, người Nhật sẽ không tha cho anh đâu. Tôi chắc chắn không đi được. Tôi là một quân nhân, dù là chết cũng phải chết ở doanh trại. Được rồi, muốn đi thì đi cùng nhau. Ai dám ngăn cản được? Cùng lắm thì ngăn chặn một tên giết một tên. Gia Lương, trung đoàn trưởng Triệu, vừa nãy trung đoàn trưởng đã nói với tôi muốn gạch tên anh ra khỏi trung đoàn. Gạch cái gì chứ? Anh nghe tôi nói đi, sự việc cấp bách tôi cũng chỉ đành dùng hai sách thôi. Anh cầm bức thư này đi, tôi viết cho trung đoàn trưởng của trung đoàn 45 quân Tây Bắc. Anh ấy là đồng hương của tôi, anh mang bức thư này đi cậy nhà anh ấy. Con người anh ấy rất chính trực, nhất định sẽ thu nhận các anh. Để qua mọi chuyện, các anh lại về. Tiểu đoàn trưởng, tôi không thể đi. Đừng nói nữa, trong này có vài quần áo và đồ dùng, sau khi các anh ra ngoài hãy mau thay đi. Mau đi đi. Thẩm Gia Lương, ra ngoài cho tôi. Tôi nói, nếu trung đoàn Đổng không chịu phối hợp, vậy thì chúng tôi cũng đành cứng mà thôi. Mau đi đi, còn ngay ra làm gì nữa? Ba người các anh đi theo tôi, mau lên. Nhanh 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 nhanh. Nhanh lên, đi. Trưởng quan, tránh ra. Anh không vào được. Cảnh sát các anh không vào được đâu. Cảnh sát, có cảnh sát tới. Cảnh sát các anh không vào được, tránh ra. Cảnh thế, như vậy là thế nào? Hóa ra là đại thiếu gia Nhị công tử nhà anh đã phạm tội lớn rồi. Tất cả các anh em cục cảnh sát chúng tôi lục soát khắp trong thành ngoài thành rồi. Bây giờ cũng không thấy dáng người ở đâu. Chúng tôi đang nghĩ, có phải đã lén lút chạy về để các anh giấu trong nhà không? Ý của anh là em trai tôi vẫn còn sống? Giả vờ cái gì vậy chứ? Nè, em trai của tôi chưa về thật mà. Tránh ra. Lục soát. Em trai tôi thật sự chưa về. Không lừa anh đâu. Không, các anh, nè. Tránh ra. Tránh ra đi. Đang làm gì vậy? Nè, tôi nói nè, các anh vô duyên vô cớ xông vào đây, đến nhà tôi bắt người thì phải có lý do chứ. Như vậy, giờ là chuyện gì đây? Cha, lão gia hả? Xin lỗi nha. Tối qua con trai của ông đã phá mỏ than của người Nhật, bây giờ sợ tội bỏ trốn. Chúng tôi nghi ngờ cậu ta đã chạy về nhà. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi. Đây là lệnh lục soát. Anh cảnh sát, mời vào trong uống trà. Mời mời. Nè, mời. Nè, nhị gia, chúng ta đang đi đâu? Về nhà tôi.
Đừng ra tay. Nè nè, bọn chạy đi, chạy đi. Chạy. Các anh em đuổi theo. Mau mau, bên kia, nhảy lên. Lão già hả? Ông nói xem đứa con trai này của ông bản lĩnh cũng lớn quá đó. Mỏ than của người Nhật mà anh ấy nói phá là cho phá luôn. Nghe nói còn bắn chết 7-8 quân nhân Nhật. Bắn chết 7-8 quân nhân Nhật sao? Chuyện này không thể nào. Tất nhiên rồi. Chuyện bắn chết quân nhân sau khi điều tra thêm bên Nhật, đó là một bọn sơn tặc làm. Nhưng rất rõ ràng, nhị thiếu gia các anh với bọn sơn tặc đã cấu kết với nhau từ trước, phối hợp trong ngoài, làm vụ lớn như vậy. Anh cảnh sát, tôi thấy trong chuyện này anh phải xử lý điều tra. Rõ. Em trai của tôi quen mấy nghĩa khí ở trong núi, nhưng mấy ngày trước nhóm người này làm loạn trong nhà của tôi không vui cho lắm, nên đi rồi. Anh ta không thể nào giúp em trai của tôi phá mỏ than được. Được rồi, dù nói như thế nào, hôm nay chúng tôi phải gặp nhị thiếu gia mới được. Nói nghe, hai cha con các người tự cân nhắc mà làm đi. Bên này, mau lên. Lên phòng, đi. Nè, lên. Lên. Lên, đi. Nhanh. Đi, xuống. Nè, nè. Còn tối nữa, bỏ tôi hả? Mau lên đi, nè, nhớ lên. Mau mau mau. Nhớ lên. Thông báo tất cả, bảo vệ chỗ này, đó. Ông tổng nè, mỏ than là của ai? Mỏ than là của người Trung Quốc chúng tôi. Người Nhật đã chiếm nó rồi. Người Trung Quốc không muốn mỏ than của mình bị người Nhật chiếm đóng, phá nó. Anh nói sai ở đâu chứ? Cái này anh nói xem. Hơn nữa, có biết ông chủ của mỏ than là ai không? Hà Đông Minh. Ông chủ cho phá mỏ than của mình thì phạm tội gì đây? Không phải chứ? Tổng trưởng thì sao? Ông ấy không chống Nhật. Ông ấy cũng không cho phép người khác chống Nhật. Người dân không làm, không phải đã thị uy, biểu tình, lên tiếng chống lưng cho Hà Đông Minh, đúng không? Anh nói xem, người dân có sai không? Có sai không? Nè, 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 nè. Các anh làm gì đó? Kêu ca cái gì? Sao lại vào đây? Sao lại chạy đến đây chứ? Đi. Xin lỗi. Đi 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 đi. Tìm từng người một, đừng bỏ sót nhà nào. Thôi tiêu rồi, tiêu rồi. Hôm nay Hứa Lão Khảm lại gặp rắc rối rồi. Trời, nhị gia, nhị gia, bây giờ làm sao đây? Cậu, ông già, gọi là Dương gia. Ông là bác ruột của tôi luôn đó. Ông quên ai đã cứu chúng ta ra khỏi ngục hả? Hôm nay chúng tôi gặp rắc rối rồi. Mau tìm một chỗ cho chúng tôi trốn. Tôi đi đâu tìm chỗ đây? Cái ông già này thiệt tình à? Đông Minh, Lan Hinh, Đông Minh, Lan Hinh, xảy ra chuyện gì? Bọn anh đã đắc tội với lại cục cảnh sát, tình cờ lại chạy đến đây. Anh đã phá mỏ than của người Nhật đúng không? Em biết rồi hả? Bây giờ người trong thành đều biết hết rồi. Nè 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 nè, nói nè, mấy người các anh mau đi đi. Lỡ bọn họ xông vào lại định tội tôi, chứa chấp tù trốn trại, tôi không gánh được đâu. Nè ông già, ông nói cái gì vậy? Ông im miệng đi. Đây là con rể của chúng ta đó. Tôi còn phải nghĩ xem. Còn chưa xác định mà. Đây không phải việc của ông. Tôi đã đồng ý rồi, bà. Ở bên này, bảo vệ lại. Nè, đừng bắn, đừng bắn. Mau đầu hàng đi. Hà Đông Minh, các anh đã bị bao vây.
Còn không mau đầu hàng, bớt lắm lời đi. Có giỏi thì vào đi. Hà Đông Minh, tôi cho anh thời gian 10 phút suy nghĩ. Đừng chống đối nữa, còn có thể để cho anh sống. Báo cáo. Được. Lão gia Hà, chúng tôi tìm thấy nhị công tử của ông rồi. Nhưng rất tiếc, nhị thiếu gia có hơi không phối hợp. Không còn cách nào, chỉ đành làm phiền ông đây, đi khuyên anh ấy với chúng tôi. Anh muốn bắt tôi làm con tin, để Hà Đông Minh phải nghe theo, có đúng vậy không? Lão gia Hà, nếu như ông cứ muốn hiểu như vậy, vậy thì không phải không thể. Chẳng qua ông nghĩ xem, lỡ con trai ông chạy đi rồi, thì có phải tôi cũng phải bắt một người để về báo cáo, có đúng vậy không? Vậy nếu tôi không tình nguyện thì sao? Lão gia Hà, e là không thể thuận theo ông rồi. Để nó quyết định đi. Anh cảnh sát, người đâu? Mời lão gia Hà đi. Chờ đã. Dạ. Hà Đông Minh, tự bỏ chống đối đi, còn có thể cho anh cơ hội sống sót. Các anh em bao vây các nhà này. Dạ. Nhị thiếu gia hả? Nghĩ xong nên làm thế nào chưa? Trong súng tôi không còn mấy viên đạn đâu. Lát nữa cảnh sát xông vào, tôi không muốn rơi vào tay bọn họ. Tôi... Nè, tôi nói nè, có... Mọi người có cách gì không? Mau nghĩ đi. Cha, không phải cha là bạn của Hắc điều gì đó sao? Cha có thể đi tìm ông ấy, nói một tiếng với ông ấy, bảo ông ấy đừng truy cứu chuyện này nữa. Cha với ông ấy có chút quan hệ, nhưng mà chuyện lớn như vậy, ông ấy lo sao được chứ? Không quản nổi đâu. Được rồi. Xin lỗi nha, đều tại tôi. Nếu không phải tôi đi phá mỏ than, không chừng trại chủ Uông đã dẫn các anh em uống rượu ăn thịt trong trại. Đại đội trưởng Thẩm cũng sẽ không bị quân đội gạch tên. Sự việc đều tại tôi mà ra, cho nên để tôi giải quyết. Vậy đi, hai người đưa xuống đây. Tôi chống cửa trước, các anh dẫn Lão Khảm đi ra cửa sau. Nè, cái này hay đó. Được, được. Không. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không được. Không ai được đi đến chỗ chết. Hãy nghĩ cách đi. Tôi đi nói cho, để hắn tha cho các anh. Bà dẹp đi, những tên cảnh sát đó nghe được bà không? Có được hay không tôi cũng phải nói chứ, không thể cứ để chúng nó đi vào chỗ chết được. Vậy phải làm sao? Cứ để tôi chặn bọn chúng đi. Dù sao tôi cũng bị gạch tên khỏi trung đoàn rồi, không có mặt mũi gì đi cày nhà quận Tây Bắc. Không được, nếu phải đi là tôi đi. Được rồi, được rồi, đừng tranh nữa. Không phải chỉ là mấy tên cảnh sát sao? Chúng ta cùng xông ra, đều với bọn chúng luôn. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên kiếm một. Đi. Bà ông thiếu gia à, rốt cuộc nên làm thế nào? Các anh mau quyết định đi. Lát nữa cảnh sát càng tụ đông, xông vào đây là tiêu luôn. Mau lên. Con gái chúng ta đâu rồi? Lan Hinh đâu? Không phải cô ấy có cách chứ? Sao lại đứng trên mái nhà vậy? Hôm nay các anh muốn dẫn tôi đi, tôi sẽ tự sát thôi. Tôi nói với các anh, tôi là hội trưởng của Thương hội Bắc Bình, lãnh tụ giới thương mại mà chính phủ Bắc Bình nhận định. Hôm nay nếu tôi bị anh ép chết, tôi xem anh về báo cáo như thế nào. Lão gia Hà, ông định làm gì đó? Bỏ súng, bỏ súng. Không phải tôi đang bàn bạc với ông sao?
Ông bỏ súng xuống đi. Bỏ xuống ha. Bỏ xuống trước đi. Nếu ông xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không gánh vác được đâu. Ông bỏ súng xuống có được không? Đại thiếu gia, anh khuyên giùm tôi đi. Dạ, đúng đó. Vậy thì các anh lui đi. Hả? Các vị, mọi người cũng biết người mà những tên cảnh sát này muốn bắt là ai hay không? Người bọn họ muốn bắt chính là người đã phá mỏ than bị người Nhật chiếm đóng ở ngoại thành. Nhị thiếu gia nhà họ Hà. Nhị thiếu gia? Là nhị thiếu gia sao? Còn nữa, ba người anh hùng đã cứu nhị thiếu gia. Bà cô ơi, cậu xuống cho tôi đi. Con không cần mạng hả? Nguy hiểm lắm, mau xuống đi. Theo tôi thấy, họ hoàn toàn vô tội. Không chỉ là vô tội, họ còn đều là anh hùng dám đấu tranh với lại bọn Nhật. Cô nói bậy bạ gì ở đây vậy? Mau xuống đi. Trời 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 trời, con xuống mau cho cha. Các anh sợ tôi nói ra sự thật sao? Cảnh sát các anh dựa vào cái gì chỉ súng vào nhân dân? Để cô ấy nói. Đúng, để cô ấy nói đi. Để cô ấy nói. Mọi người đều biết người Nhật đã dây hãm thành, sắp tiến vào thành mà sát phạt. Nhưng mà chính phủ, quân đội của chúng ta lại rụt đầu, không dám lộ mặt ở trong thành. Chúng ta nuôi họ có tác dụng gì chứ? Mọi người xem đi, trong tay những tên quân cảnh kia đều có súng, nhưng mà mũi súng của họ lại không dám chỉ thẳng vào kẻ thù xâm lược, lại đi lạm dụng uy quyền đối với chúng ta. Cho chúng nó cút đi. Có bản lĩnh ra ngoài thành đánh bọn Nhật kìa. Đúng đó, đánh bọn Nhật đi. Đừng có động. Đánh bọn Nhật đi. Còn làm loạn, bắt luôn các anh bây giờ. Mọi người đừng sợ. Một chính phủ chỉ biết trấn áp các chiến sĩ yêu dân yêu nước mà lại cúp đầu rụt đuôi với kẻ thù xâm lược từ ngoài vào, lúc khom lưng uống gói, vậy cũng gần với lại diệt vong rồi. Có phải vậy không? Đúng vậy. Tôi là người Bắc Kỳ. Mọi người biết hết trơn rồi. Nước Đức quả rồi. Đại Thanh bị Đảng Cách Mạng lật đổ. Chỉ là Đại Thanh mất do quân cách mạng. Người Trung Quốc vẫn là người Trung Quốc. Nhưng một khi Trung Quốc đã mất vào tay của người Nhật, người Trung Quốc chỉ đành làm dân mất nước. Đã đảo chính phủ phản động đầu hàng. Đã đảo chính phủ phản động đầu hàng. Người Trung Quốc nguyện lấy cái chết bảo vệ Tổ quốc. Người Trung Quốc nguyện lấy cái chết bảo vệ Tổ quốc. Đã đảo chính phủ phản động đầu hàng. Quân cảnh phản động muốn bắt chiến sĩ yêu nước Hà Đông Minh. Chúng tôi đi biểu tình cho Hà Đông Minh. Quân cảnh phản động muốn bắt chiến sĩ yêu nước Hà Đông Minh. Chúng tôi đi lên tiếng cho Hà Đông Minh. Đúng. Mau lên, mau lên, mau lên, nhờ lên, nhờ lên, nhờ lên. Các vị, chính phủ bây giờ là đồng bọn của người Nhật. Những tên cảnh sát này cũng là tay sai của bọn Nhật. Đã đảo những tên chó săn của người Nhật này. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo tay sai của người Nhật. Giải tán hết, không thì chúng tôi sẽ bắn. Đã đảo những tên quân cảnh phản động. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đúng, đã đảo quân cảnh phản động. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo. Đã đảo. Các bạn học, các bạn học ở bên này nè, đi theo tôi. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo quân cảnh phản động. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo quân cảnh phản động. Đã đảo tay sai của người Nhật. Đã đảo quân cảnh phản động. Các anh em rút. Rút đi. Nè, ông không thể. Báo cáo. Có chuyện gì? Giật cả mình à? Hốt hốt quảng quảng. Báo cáo cảnh quan Tô, trong thành lại có một đám học sinh biểu tình thị uy, đã bao vây chính phủ quân sự, ngang nhiên lên tiếng cho nhân sĩ yêu nước Hà Đông Minh. Nghe thấy chưa? Đây là lòng dân, đây là ý dân. Cậu cảnh sát đâu?
lại xảy ra xung đột với đội ngũ biểu tình. Nghe nói còn đã thương mấy người. Lần này họ đã rút về cục cảnh sát rồi. Bây giờ khắp trong thành đều là người biểu tình. Lão già Hà, hiểu lầm rồi. Ông bỏ súng xuống đi, chúng tôi sẽ về ngay. Ông thấy được không? Được, để họ lui trước. Lui đi, tất cả có mặt, lui. Lão già Hà, ông xem. Cảm ơn lão già Hà nhiều. Tôi không làm phiền nữa. Đại công tử, hai người nghỉ ngơi đi nha. Đi đây, mau rút đi. Dạ, không sao chứ. Sao chứ? Được rồi, buông ra đi. Thả xuống, nhanh lên. Thả xuống đi. Không sao chứ? Không sao, về thôi. Giải tán. Giải tán đi. Nè, chúng ta vào phòng uống trà, cho bớt sợ thôi. Trời, cái tên này. Nè, người ta đi rồi, còn nhìn gì nữa? Nè, ba vị đại gia, hôm nay coi như vượt được ải này rồi. Cảnh sát cũng đi rồi, tiếp theo chúng ta làm gì? Cậu quen thuộc ở Bắc Bình Hưng, cho cậu biết. Đi thôi. Nợ máu, trả máu. Hà Đông Minh vô tội. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Kìa, nghe tiếng hò hét của dân chúng đi. Hò hét cái gì chứ? Tốn công tốn sức vô ích. Nếu là tôi, cứ trực tiếp xông vào giết quách bọn Nhật đi. Cậu đừng nói vậy. Đánh trận là chuyện của quân nhân. Hơn nữa, nếu như không có họ, sợ rằng chúng ta cũng chẳng dễ trốn thoát. Nè, nói vậy chúng ta không sao rồi hả? Tạm thời vậy thôi. Anh đó, nổ có một cái quặng than thôi mà gây biết bao nhiêu chuyện. Tôi phát hiện cứ gặp anh chẳng có chuyện gì tốt hết. Không bị nhốt vào tù thì bảo bối của tôi cũng bị đập. À đúng rồi, anh còn nợ tôi 200 đồng đại dương nha. Được rồi, về nhà trả cậu. Không được, trả liền. Tôi nói trả mà. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Nè, quay người lại, nhanh lên, quay lại. Mau lên, gì vậy? Người của đội hiến binh đến bắt chúng ta cho mày xem. Đừng nói không sao rồi chứ. Đội hiến binh sát với cảnh sát. Cảnh sát nghe lệnh của chính phủ. Đội hiến binh là quân nhân. Chúng không bận tâm những việc đó đâu. Chúng ta đứng im đi. Hứa Lão Phạm, bốn người kia, đi, đứng im, đuổi theo, nhảy lên, đuổi theo. Mở cửa, đây là nhà tôi. Nhà tôi có giao thiệp với cả quân đội và chính phủ. Người của đội hiến binh đến đây cũng không dám làm bừa. Chúng ta vào trong trốn trước. Mau, đừng để chúng chạy thoát. Mau mở cửa.
Nhị thiếu gia, ngăn người của đội hiến binh lại. Dạ. Nè nè nè, làm gì đó? Mau tránh ra, cho chúng tôi vào. Ngươi biết đây là đâu không? Nói cho ngươi biết, chỗ này là Hà Phủ. Ngươi muốn vào thì bảo trưởng quan có cái người đến đây, hỏi xem lão gia nhà ta có đồng ý hay không. Ngươi, cha, quỳ xuống. Con biết sai chưa? Đại trưởng phu làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, sắp xếp ổn thỏa. Con lại xử lý mọi việc hấp ta hấp tấp như vậy, chỉ có kẻ hữu dũng vô mưu mới làm như vậy. Đồng minh, nhận lỗi với cha đi. Cha dạy đúng lắm, con biết sai rồi. Đứng lên. Nè, ba người các cậu đây là... Anh này là đại đội trưởng Thẩm. Nhờ có anh ấy con mới thoát được từ tay của bọn giặc. Chính vì vậy mà hiện nay anh ấy đang bị quân hiến binh truy bắt. Lão gia, hân hạnh. Đây là trại chủ Ung, từng đến đây rồi. Còn đây là Hứa Lão Khảm. Chào lão gia. Hân hạnh, hân hạnh. Về đi, dặn người chuẩn bị tiệc rượu tiếp đại các khách quý. Dạ. Nè cha, người của đội hiến binh đang ở cửa đó, làm sao để đuổi đây? Con cũng có máu mặt dữ ha. Cục cảnh sát vừa đi, đội hiến binh đã đến trực cửa. Mau đi dùng bữa với khách đi, chuyện còn lại cha sẽ giải quyết cho. Dạ, hay quá ha. Mời mọi người, làm phiền rồi. Ăn cơm trước đã.